Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn phức tạp. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7. Như vậy, F0 không triệu chứng sau 7 ngày có kết quả âm tính sẽ về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe, thông báo cho y tế địa phương biết để phối hợp giám sát. F0 cần ở nhà và tự theo dõi hoặc cách ly y tế tại nhà trong vòng 7 ngày tiếp theo, đo thân nhiệt 2 lần một ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe, những người này cần báo ngay cho y tế địa phương để thăm khám và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó thì F0 cần tuân thủ thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác trong thời gian theo dõi tại nhà, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ. Trước đó, từ ngày 18 tháng 11, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với F0 không triệu chứng, đã tiêm 2 mũi vaccine và có kết quả âm tính vào ngày thứ 7. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thì từ khi áp dụng hướng dẫn chẩn đoán điều trị do Bộ Y tế ban hành, đặc biệt sử dụng thuốc Monopiravir kháng virus, đã có nhiều F0 hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau 1 tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết thời gian quy định 14 ngày. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc kéo dài thời gian cách ly cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày nên tình trạng quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện là khó tránh khỏi.